thành phố đây ca. Hai đứa giàu á, sao ngày Dạ. qua thấy nó ăn nói sờ Hôm hơ quá qua vậy, chắc đụng trắng đã ngày là nay ai vậy ta? ba, Ok hả? quỷ đụng Em mới trắng đi trắng. cạ, em mới đi cây tóc Ủa về. Em mới thấy đi nước ngoài hả? cây tóc về. Vâng. Thấy ngày hôm Ủa nay đổi diện mạo. thấy Sếp ra bữa thấy nay sếp đổi thấy diện mạo hả? mấy ngày em đi nước ngoài cây tóc về sếp thấy đẹp không? Quá nhìn tôi Chất ông lượng lão không? nào quá Trời, trời. nhìn cứng rắn không, chắc không? Không nhìn ông cứng ngắn mà nhìn tưởng sắp xuống lỗ Kìa, không đó là do á. em Thiệt nhuộm, má hãy nhìn ông ra luôn các bạn đó ạ. là em nhuộm quả Các tắc bạch bạn kim nè. thôi. Mày nhìn ra không lộn? Dạ, không, dạ không. Má ông lão mà mặc đồ mặc áo hoodie con hổ con cọp các bạn ạ. Thiệt chứ ông lão này tiếu rồi chứ. Em tưởng cái Tại đầu của một Hải là không ra tóc nổi luôn rồi chứ. Đội nhưng tóc mà giả, đội sao ông tóc tắm giả. trắng đi như cha, Kìa ông sếp tắm ơi. trắng lên đi, nhìn da đen này ông già quá ông nội ơi, nhìn già lắm Kìa. luôn Cái da này bây giờ á. chỉ có lột thôi sếp ơi. bỏ tài Chỗ cần trắng nó vẫn trắng mà. còn này thằng nào đứng trước đồn mày chạy Thằng này cứ đứng theo mình hoài đây ra. ơi, thằng nào mà đụng xe giữa đường nữa kìa, Trời trời gì trời thấy trời. Dương gì nó Có người mày tới trình báo gì kìa, có ông già nào tới trình báo rồi. Bạn Hải kêu sao? ông đậu xe vô trong đây đi rồi vô trình báo với cái đồ mình qua cái chợ đâu chú Ông ơi. sợ hay Này sao á? chú vô Sợ cái gì? đậu Đậu sao xe đàng dạo hoàng đi này chú. nhiều thằng thấy đồ Ủa máu án gì cho ta, tôi hỏi là đậu xe vô vô đâu? đi Đậu xe ở đậu trong xe kia trong kìa. này nè Ở chỗ nhóc bạc vô kim bên kia chú. vô trong kia đi nhóc Ở mở trong xe đây ra tôi nghe đem nè, lại đồ ông đồ già tàu ông với bộ già tàu đậu với xe bộ ông đây ông ta. già Ta có gâu đàng hoàng rồi, ông kêu ông ta ăn đây nhóc đây già. đây đây Đậu ở đây nè ông già, à, biết chỗ anh nè, em mở ở đậu đây cho ạ. chỗ của người khuyết tật nữa kìa. Đại Ông ca, nội này ông này bạn đánh cờ của em bệnh trời, trời ơi nhìn dài vậy kìa. sao Đúng rồi, đúng ăn rồi, hoang vậy dại người luôn, già bạn vậy. đánh À, ông chào chú nha, chào chú nha. rồi chào cậu nhé. Trời Để lót lót cái cái ông ông tới tới đây này làm làm gì gì ông ông nội? nội? Anh có phải là nhân viên ở đây không? Đúng Mời rồi, để để vô vô đây. IT lên cái anh em để ông không biết mình là cảnh sát à. Con mời chú vô Đụng đây xuống đi, xuống. có gì thì vô đây nói đi chú. Khứa này nhìn sang trọng rồi kìa. Nhìn xe cũng xịn quá ha. Cái xe đi chống đạn luôn mày ơi. Đó, mời anh mời bác Vô vô đâu đồn làm gì cho bác ơi. thì ra là mọi người đều là nhân viên ở đây à? Chứ chẳng Nhưng lẽ mà ở đây ở không ông nội. anh Ông chào già bà mà nhã ông. nhầm Tôi chào bác nha, tính mời ra chào mày bác. rồi cho Bác tôi bác ra vô cái đây đồn, bác. tính ra cái đồn mình đối diện cái chỗ chợ luôn chừng đại ca. Bảy vô lạ đi ông mấy già ông nói nhiều quá năm ơi. Bấm già chú bộ lại lớn tuổi rồi chú mệt đi không nổi hay sao, mà thấy chú đi quá. chậm quá Trời vậy. ơi. Ông già rồi con Muốn cháu đâu mà để gì? đi mình vậy. Muốn gì Muốn gì lại lại đây nói nói luôn. luôn, nhanh. Lẹ đi ông Làm gì già. ở đây đúng không nhỉ? Đúng Đúng rồi, rồi, đúng làm làm gì gì cái cái đâu, đâu làm gì mà cái đâu cũng nữa. già cả cũng phải từ từ Lẹ đi ông già ơi. chứ. Hết giờ rồi. Từ 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 rồi rồi sao sao giờ giờ câu chuyện chuyện đầu đầu đuôi đuôi sao sao ông ông kể kể khúc khúc giữa giữa tôi tôi nghe. nghe. Tôi có nghe tin là con gái của tôi bị tụi nào bắt cóc á, thì bên có nhận được thông tin nào từ con gái của tôi không? Con gái ông Con gái bị bắt bắt cóc cóc mà mà không ông nghe nghe được được ở ở đâu đâu thì thì ông ông hỏi hỏi đó đó đi đi chứ vì 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 là vì để để hỏi hỏi tụi tôi tôi biết biết được được đâu đâu nói. nói. Bây giờ ông để số điện thoại con gái ông ở đây rồi để tôi tìm cho. Mấy Tôi mấy mày tìm để cái làm tin bạn quỷ thế quỷ tôi làm gì gái có ông có điện đẹp thoại không? đâu. Long ơi Mẹ lên dọn bây giường cho anh. giờ nè Con con gái gái ông ông bị bị tha ai bắt bắt cóc cóc mà mà ông ông nhận nhận được được thông thông tin tin đâu đâu thì thì ông ông hỏi hỏi người người đó đó đi đi chứ chứ hỏi hỏi tôi tôi sao sao tôi tôi biết. biết. Tưởng là trụ sở cảnh sát có thể tìm kiếm thông tin của người bị mất tin tích mà. Thì đúng Nhưng là mà tìm không thông tin tin người người mất mất tích nhưng nhưng mà mà ông ông phải không cung cấp cấp thông thông tin tin với với ông ông đó, ông con con gái gái ông ông rồi rồi chưa biết chưa con biết gái con ông gái là ông chỗ nào chưa nào biết đâu con biết được gái đâu ông biết nội rồi có rồi tên 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 tuổi tuổi rồi rồi địa địa chỉ chỉ rồi rồi số số đo đo ai ai dòng dòng người người này này kia kia nó nó mới mới được được chứ. chứ đại ca hỏi xấu xí Số ông đo đại mình ca. con ông hả? Ủa Bộ là là con con gái gái của ông thành phố thôi là mà con con của ông ông hết hết gì gì á, á, làm làm gì gì dễ dễ tìm tìm ông ông đi đi ông ông già. già. Tôi hỏi là sếp của anh là ai á? Sếp của Sếp của anh anh là là tôi tôi cảm nè. giác như là tôi không thể làm việc với anh được rồi. Trời Tôi ơi sếp không của đi anh không đây. bao giờ về đi ông Rồi, nội, tôi tôi sếp sếp ở ở đây đây rồi. rồi. Ôi ông già. Hiểu Tưởng pháp ở vậy đây kìa. mà ở Ủa đây là sếp đâu của ông mà vậy kìa. ông thích Vô thích vô ta rồi vô ta gà cho gà. người vô à. Phía này là cái chợ này Mới nè. Bước vô rồi. Loại Ông trụ tưởng sở cảnh muốn sát mà ra hai là ra đứa vô là vô ngồi. hả? Chẳng ngộ Đi vậy. vô ông kia Chẳng kìa. ngộ vậy Thôi thôi vô vô nói nói chuyện chuyện lại lại này nè. thôi. Thôi Vô ai vô vô chú chú ơi ơi vô vô nói nói chuyện chuyện lại lại xíu xíu đi. đi. Thôi Thôi bị bị chú chú nói nói chuyện chuyện gì hỏi không rõ rõ ràng. ràng. Thôi Thôi vô vô đi. đi. Thôi vô đi. Chú nóng quá à, chú Vô già rồi ra ra vô vô phòng phòng làm làm việc việc bên bên đây đây nè, nè, có có máy máy lạnh lạnh nè. nè.
Rồi không có máy lạnh này đúng không em? Ờ có máy quạt chứ. Là ông. Tôi chưa có máy lạnh. Chưa có máy lạnh nè chú ơi. Giờ sao chú con gái chú bị làm gì mà bị bắt cóc nữa? Sao dạo này trên phố nhiều vụ bắt cóc quá vậy? Cái gì á? Chú ơi, chú vô radio nói chuyện đi chú ơi. Cái âm lượng của chú mà nghe gèo quá chú ơi. Vậy. Alo. Rồi rồi, ta đây. Rồi, vậy đi. Rồi sao chú trình bày đi. Con gái chú bị bắt cóc hồi nào? Thì ngày hôm đó đó, ở 2 ngày trước, con gái tôi có đi chơi ở đâu đó đó. Không hiểu sao mà tới buổi tối ngày hôm đó rồi tôi cũng không nghe được tin của con gái tôi về nhà. Nên là tới ngày sau thì tôi cũng đợi thì cũng không thấy con gái tôi về nhà nữa. Thì chắc là tôi nghĩ là con gái của tôi nó đã bị bắt cóc rồi. Rồi bị bắt cóc đó đó. Ngay chỗ đó đó. Tôi không dài dòng nữa. Con gái của tôi tên là Bunny Kute. Bunny Kute. Cao khoảng 1m76. Nặng 46 kg. Ừ. Ốm gì vậy? Con gái không chơi đồ mà sao? Mình 76 mà 46 kg. Như cái tâm vậy đó ông nội. Tôi không có nói dối, tôi nói thật thật. Con gái ốm vậy? Con gái ông sao nữa? Rồi đặc tính, đặc điểm gì nữa? Dao ông gì? Thì con gái đương nhiên là da màu trắng rồi. À chị Bunny mà đúng không? Chị ông nội này là ông già mà giàu giàu có đúng không anh em? Đúng rồi. Con gái tôi thì tóc màu trắng rồi. Nè vô rồi. Em vô rồi chú ơi. Chú ơi, con này vô ngồi chú. Ba ghế bên này nè chú. Lấy nước cho chú. Độ của tụi anh đâu có chấm có chục đồ vậy. Đâu có. Dạ đây rồi chú. Có gì đâu. Vô đây chú. Vô mời chú ngồi nè, ngồi đây có cái quạt nè chú. Nè vô con kéo ghế không? Con kéo ghế vô chú ngồi. À mày rót nước đi Long Long. Rót nước mời chú ăn bánh uống nước mày. Để tình chú gọi cái con là con nhé, không gọi là anh nữa. Cái chú rồi chú gọi được rồi chú. Chú có sợ bị đường cao không? Uống lỡ lon Coca ấy. Thì sao chú mà có bị tiểu đường không? Coca là sao? Con không có nước đâu. Xin lỗi chú. Nhìn cái chú mới vô là con thấy cái khí chất của chú là con biết chú là hụt dạng rồi, nó dạng quý tộc rồi. Tụi con thử lòng chú ơi. Không ngờ cái khí chất của chú thật sự là vậy. Nói chung nãy giờ tụi con có đắc tội chú thì chú thông cảm cho tụi con nhá. Thông tin từ Bunny thì tụi con cũng có nắm bắt được á. Thì tụi con cơ bản thì ngày hôm qua thì cũng có người báo cáo về cái vụ bắt cóc. Thì Bunny thì chú cứ yên tâm là tụi con cơ bản là tụi con cũng giải cứu được Bunny về thành phố ở trong kia rồi. Đã ngày hôm qua có bắt cóc thiệt là, nhưng mà tụi con là cứu được là rồi. Các con đã tìm được con gái của ta rồi à? Dạ, đúng rồi, tìm được con gái chú rồi. Con gái chú bây giờ đâu vòng vòng trên thành phố á. Vậy con gái của ta ở thành phố à? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ có thể tìm con gái của ta ngay lập tức được không? Ngày hôm qua từ không muốn gặp chú này gì lắm rồi. Chú ngồi đợi xíu đi để tụi con ra đây nói chuyện xíu. Chú ngồi ghế đợi tụi con xíu đi. Chú ngồi đợi xíu đi. Anh em ra đây nói chuyện xíu. Chú ngồi đó đi chú ơi. Dương ơi mày đứng mày giữ cái cửa lại Dương ơi, đừng cho chú về Dương ơi. Ok ra mình đi về dễ không đây ca? Nghe nhưng mà không. Ngày hôm qua mình tìm được Bunny rồi nhưng mà ngày qua mày có xin số điện thoại Bunny chưa? Em hả? Ừ. Em xin số điện thoại Bunny. Anh Dương á. Ngày qua Dương có xin chưa Dương? Mà đừng nói mình chưa xin nha. Cái gì ngày hôm qua em đâu có đi với đại ca đâu. Rồi luôn má, thằng Long này nó nhớ thằng Dương rồi, không có thằng Dương đi chung luôn rồi, à, chết luôn thằng rồi. Thằng Trường nhưng mà hôm nay không có thằng Trường. Mà nhắn thằng Trường ơi, đi. Trời ơi. Ok. Nhưng mà, đấy, để em gọi nhưng mà khoan nè. Dạ dạ. Quan trọng Dương ơi, mày vô mày chốt cái deal với ông già đó, tìm được Bunny nhiêu tiền cái gì Dương ơi. Chứ hôm qua là anh em về tay không đó. Nghe nè, ông này là tìm ông này kiếm tiền nè. Giờ bà vô tranh thủ Dương ơi. Bà vô giả bộ mày gao rồi tin tìm được 50 triệu đi. Rồi ông nói chuyện sao của mình nha. Là bây giờ mình nói là mình rao đang tìm con gái ông hả? Hay sao? Chú tìm chú bò dưỡng cho con 50 triệu gì đó, hiểu không? À rồi. À, nói okay, vậy đó. Ừ. À, Long ơi. Dạ. Giờ mày lên mày tra cứu hồ sơ, mày nhập đúng cái tên Bunny Kute vô đi, mày tìm cho anh cái coi bả có đăng ký tạm trú tạm vắng ở đâu không ha. Dạ, để xem cái địa chỉ ở trong thành phố đâu, tìm xuống nhà cũng được. Bây giờ tôi biết ok đây cả.
Vậy thôi, để anh vô với Dương mà làm chuyện á. Tại bây giờ đang ở thành vô phố tâm sự chứ tụi con đang tìm, nhưng mà bây giờ phải huy động hết cái đồ này mới tìm được nè chú ơi. Nhân lực của tụi con nó hạn hẹp quá. Thì bây giờ tụi con đã huy động 50 cảnh sát đi tuần quanh thành phố để mà tìm con gái chú á. Thì bây giờ đúng rồi, bây giờ sáng rồi. Anh em cả đêm mà cũng mệt đó chú. Có bánh nước gì anh em ăn sáng rồi đi tìm tích cực hơn chú à. Rồi cho ta hỏi là hôm qua các con có tìm con gái của tao có cực khổ lắm không? Cực chứ chú, ngày qua Buni nói chung là tụi con cũng bắt về từ cái băng nhóm cướp bóc với chú. Tụi nó nguy hiểm manh động lắm, mà không phải tụi con nó hiện không ai dám cứu đâu. Mà ngày hôm qua tụi con làm thì cũng bằng cái tâm thôi, chứ cũng không được ai trả công một đồng nào hết chú. Cũng bức xúc qua giờ mà. Nói chung là cái này con nói chú nghe chơi thôi, chứ cái đó nghĩa vụ của tụi con mà. Ví dụ tụi con thích thì tụi con làm hình tụi con, mà cứu chậm trễ thì chắc con gái chú cũng lên bàn thờ. Mà tụi con làm bằng cái tâm mà. Nhưng mà cái tâm giống như là nhiều khi người ta không trả tiền thì cũng bức xúc chứ. Bức xúc thì giờ gặp vụ rồi chẳng hạn vậy thì cũng kiểu làm ngơ tí với chú. Kiểu ngơ ngơ tí chậm trễ xíu rồi chắc tìm được con gái đâu. Ừ, con nói khó lắm. Nhiều vậy. Dạ, nói chung mà cũng con nói nhiều, khó mà. Biết là ta nghe được có 50% à. Dạ, nói chung ngắn gọn là tìm khó thì cũng không khó, mà dễ thì cũng không dễ. Chú ơi, chịu chi thì nó xong liền chứ không có gì hết chú ơi. Ngắn gọn là vậy đó. Để mà đổ xăng cho đây mới chạy cho nhanh đó lẹ đó. Xăng tụi con đi xăng máy bay nha chú, chứ không phải xăng okay, ngoài kia đâu. Tốt của các con nha. Rồi cho ta hỏi thăm tí là các con có bị hương không? Có thằng nào coi chứ chú không? Có chứ. Thằng họ hàng trên trường nó gãy cái giò, bữa nay còn nằm trong bệnh viện nha chú. Chưa có tiền mà mổ cái giò cho nó nữa. Đâu đâu dẫn ta tới nghe điện thoại cái sếp ơi. Dẫn ta tới bệnh viện xem. Bây giờ cầu trên trường xem nào. Alo, alo. Bây giờ tôi có điện thoại ngay mọi người. Có thể đi tìm vụ bắt cóc 10 triệu à? 10 triệu ít lắm. Bình thường anh em ở đồn phải 15 triệu mới tìm. Không, Hải ơi, cái này nhắc nhầm đâu rồi. Hải ơi, đồ mình bữa 20 triệu mình còn chưa chịu nhận mà. À thế à? Ờ, vụ bắt cóc nào kìa? À, có vụ đâu mà. Bắt cóc mà kiểu mà con của mấy dạng mà nhà nghèo với chú. Tụi con lấy 20 triệu và tụi con làm biến lấy nữa. Nhà giàu giàu bữa giao 50 triệu có khi tụi con từ chối luôn mà. Mạnh lắm. Làm mấy vụ này nói chung là cam go lắm. Tại tụi con phải mặc thường phục đi mà chú, là giống như là làm dịch vụ vậy chứ đâu phải là on duty đâu. Đâu phải là trong cai trực của tụi con đâu. Mà ngoài biên giới này phức tạp lắm chú ơi. Lắm đúng rồi. Ngoài này mẹ băng đảng giang hồ nhiều lắm. Nó không phải đơn giản đâu. Thôi thôi nhiều thôi khi... chú nghe. Dạ đúng rồi chú, già chú ngắn gọn đi chú. Rồi cho ta nói luôn là hồi nãy có người báo án 20 triệu đúng không? Ta thấy 20 triệu vì tội bắt cóc á, chú thấy rất là ít. Tấm họ quá. Chú không hiểu sao luôn á, không lẽ ở nông thôn này nó nghèo tới mức tới như vậy. À đúng đúng đúng, chú này còn thấy nói chuyện nghe được rồi đó, càng ngày càng con càng thích chú rồi đó. Thì chú chốt đi, chú nổ cái giá đi chú ơi. Con. Dạ. Thì ta nhận lòng tốt của các con. Đi nước ngoài có mấy tháng trời mà nhức đầu chứ. À, chú con gái chú bây giờ không biết làm ở cái lò nào á, chú lẹ đi lại làng đi. Ừ, đúng rồi, chú. Thấy, chú quằn quá. Chú con khỏe ham tiền nhờ. Đâu. Rồi trong vụ này chú sẽ cho các con mỗi người 20 triệu. Ui. Được chú ơi. Ừ, dạ. Ở PT đi làm nhiệm vụ anh em còn đợi gì nữa. Nếu làm tốt thì 20 triệu đó chỉ là cái một cái bịch giác thôi. À vậy rồi, được được, chú đi vào bây giờ. Này tiểu sử sao mà đó giờ con chưa nghe danh của chú vô thành phố này luôn nhờ. Chú là một người một công tử Bạc Liêu ở Canada mà. Gì? Cái gì? Bạc Liêu à? Chú nói phát biểu nói vậy luôn đấy. Cái gì? Công tử Bạc Liêu ở Canada hả? Tại vì chú thích cái danh công tử Bạc Liêu nên là chú tự đặt cho bản thân mình đó. Gì mà làm gì em làm gì mà ngạc nhiên dữ rồi không? Ừ, chú công tử Bạc Liêu ở Canada hết tàu wow đó. Chú có thể nào ra đây con nói chuyện với chú một xíu được không?
Từ con đi xe chú đi chú ơi. Tao cũng gấp lắm rồi, không có thời gian để nói chuyện. Lên xe đi nói chuyện nào. Trời ơi xe của chú mà nào nó rụng. Lên xe này đi chú. Ủa, bán xe này của chú không? Cái xe 200 triệu của tao nào vậy? Đó, không lộn chiếc rồi. Chú đậu đây nè. Xe chú bên này nè. Đây là xe chú đậu kỹ lắm chú. Đậu tuốt trong đây nè. Bây giờ cả rồi không nhận được xe của ta ở đâu luôn. Bây giờ bị thiếu chỗ rồi. Thiếu chỗ à? Cho ta hỏi Dương đi xe game đi Dương. Ôi gất cái cửa rồi. Đây cái xe đi game đây. Ta đậu đằng kia mà sao nó lại nằm ở đây. Trời ơi tụi con đậu vô giùm chú mà chú giờ chú không cứu con gái chú hỏi vụ xe gộ rồi lên chú ơi. Thì làm xe hai cửa luôn rồi tính sao đây. Chú ơi đi bác người ta lợi người ta đền cho mà sao hay vậy quá. Lên đi. Nó hai cửa à. Mày mất dạy rồi đó. Đi lẹ đi, ông con gái ông giờ không biết ở đâu rồi. Ông ơi ghê chú ơi, chú ơi, cái 20 triệu chú coi như bịt gác cái hai cửa này tụi con sửa free cho chú được. Chú yên tâm đi, chú đừng nói nhiều mấy vụ này chú ơi, nhất cái ông hay nói nhiều quá. Bất cứ cái con thấy xe nó thoáng hẳn lên chú. Đây 5 triệu không, lại đây đậu đụng gớt thêm hai cánh cửa đây cũng sửa cho chú thành 4 cánh luôn nè. Rồi. Chứ gọn. Con nói ít lắm mà con làm nhiều à. Thấy chú con thì tụi con cũng thêm tiền bạc đi gác đúng không? Vậy mỗi thằng còn lại 10 triệu thôi. Mười triệu đi, chú xuống đi, chú đi bộ về. Đúng sao? Cái này là xe dạ. Của ta luôn đó. Dạ. Dạ. Tới chú nhờ giả người ta mà chú nó giọng ba gai quá vậy. Chú giờ cả chú hay nói giỡn lắm. Chú giỡn tí nữa không? Con gái chú vô lò đúng mà. Dạ cả quá hay nói giỡn à. Ôi, Tông ơi. Dạ. Khoan, em nãy em tìm được thông tin tạm chú tạm vắng của Bonnie ở đâu chưa? Dạ có đại ca, em mới vào trên hệ thống á. Đại ca mở cái bản đồ lên, đại ca thấy cái chỗ cái đầu lâu màu xám không? Rồi, hãy nó xéo xéo qua bên trái á, nó xéo xéo qua bên trái xíu. Ok, bây giờ anh chạy tới đầu lâu màu xám nha. Dạ dạ. Đại ca cứ chạy tới đó đi. Ok, đi đường bờ biển đi Dương ơi, đi đường ngược bờ biển bên đây nè. Ok ra. Ừ. Thằng Hồng nào đi theo mình vậy? Thằng này thằng đệ mình đúng không? Ủa, đi chắc là đảm bảo tính mạng của ta. Cả ui mẹ chú cứ yên tâm. Ở khu này bọn nhỏ bao hết. Ồ vậy ở tao bán quỷ nhóm này à, chú đừng có để tâm. Sao chỗ này chạy bị ngập nước hay gì ta. Tao mua cái đồn của tụi bay cũng được. Cái ghê vậy. Chú nói thiệt. Trời ơi hai ông này đúng là ba cái buôn này vậy. Không sai rồi được. Cái cách nói chuyện là biết rồi. Cái cách nói chuyện mày không lạch đi đâu được rồi. Mà bữa đi là nhỏ nào vậy? Mày đừng đụng đi. Ây da. Nào nào vậy? Ai chắc là búa cái đầu nó ngái quá. Này luôn đó. Đây. Thử rồi. Cái búa đầu nó ngái quá chú. Chú ơi, chú có cần demo không? Bọn cháu demo luôn cho phát. Con búa vô đầu thằng này ngái cho chú coi nè. Chú thấy cái vùng biên giới này nó nguy hiểm không? Đó, giỡn đâu chú. Mới chỉ đi xương xương mà nó nhìn thấy chú xe đây, cái này thiếu đều chú nhiều khi chú chưa cứu được con của chú nữa mà chú là cái thằng bị bắt cóc luôn rồi đó. Đấy. Đó. Ây da. Đây rồi, rồi búa đó cái anh em ơi. Mẹ, chú ấy nguy hiểm vậy chú. Nó quay lại. Bảo vệ chất. Bảo vệ chất lượng chưa? Tụi con mà. Cho tụi con ấn trước 10 triệu đi chú. Đúng. Chú thấy sự nguy hiểm chưa? Chú nữa tìm được con gái của ta không? Tìm được con gái chú xong rồi sao chú gãi cho con luôn hay gì? Tự nhiên tới khúc đó chú đứng lại vậy. Chắc tới tiền bạc cái chú im bu à. Con gái của ta cũng ế lắm rồi. Ta cũng muốn gả nó cho ai đó. Gã có kèm theo cái cơ sở vật chất gì không chú? Ví dụ tiền bạc hay là nhà cửa. Của Hồng Môn á. Đúng. Biết là một cái công ty nằm trong cái thành phố mà cái bên bệnh viện là của ai không? Của ai? Chú đừng nói là của chú nha. Ồ khoan nha chú ơi, con nghe chú già quá mà con ở trong thành phố này mấy năm trời rồi con chưa biết chú là ai, chưa biết gốc gác luôn, chú nước ngoài mới về hả? Chú thể nào kể về tiểu sử của chú chút được không? Thì hồi nãy tao đã nói rồi mà. Ở đó đi nước ngoài 2-3 tháng rồi, bây giờ mới về nước đây. Mới về nước hả? 2-3 tháng thì tụi con cũng mới dọn về thành phố này cũng 2-3 tháng rồi. Chú tên gì? Chú tên là... Chú đừng nói là chú không nhớ tên chú nha. Chú tên gì? Chú tên gì?
Chú tên gì? Tôi tên là Martin. 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 Ủa, chú có phải là mẹ giám đốc của tập đoàn xe đạp? Martin. Martin hả? Đúng rồi, xe đạp Martin đúng không chú? Đắt nhất thế giới rồi. Đừng nói là chú đúng không? Chú sao bây giờ vậy mà phải là một cái công ty như vậy? Chú sao nghe giọng gốc Việt Nam mà tên là Martin rồi, Mặt Tủng rồi hả? Chú có tên tiếng Việt không? Chú có biết là cháu mẹ sử dụng rất nhiều xe đạp ở trong thành phố này đâu? Chú là người nước ngoài mà chú có cưới một người vợ người Việt Nam. Rồi chú học có tiếng Việt hả? Đúng rồi. Trời, là mới thấy tao nói chậm như vậy là hiểu rồi. Chú mày xạo, chú nói chuyện tiếng Việt còn gành hơn con. Chú xạo. Chú kể tiếp đi, con đang nghe mà. Câu chuyện của chú hấp dẫn quá. Tôi Việt nói người Việt. Cái lời nói của tao không à? Chú nói đi, tụi con đang nghe mà. Chú nói sao mà cho con nít nó nể chú. Chú giọng chú mà nói người nước ngoài học tiếng Việt. Chắc đây có con Dương tình đó, nói em ngu à. Cứ này lấy tiền xong bái đầu đó. Xạo quá. Quỷ, chú đang nhìn xe nói vậy mày. Chú bị điếc không nghe câu được không mà lại cả. Mấy câu chuyện còn có vẻ yêu đời nhỉ. Có lẽ yêu đời mà. Không yêu đời làm sao chịu được áp lực của em. Có muốn nghe nghe câu chuyện hạt chua của tao không? Kể đi. Kể đi xem có buồn không nào. Đúng, cũng lâu rồi. Này rồi. Tao cũng nhớ đứa con trai của ta bị thất lạc 10 năm trước. Lại còn là con trai mẹ, chú mẹ để rơi để rớt nhiều ấy chú. Sao chú lại con trai bị thất lạc vậy? Con trai mất tích rồi lại con gái cũng mất tích nữa. Mà con gái mất tích mấy đây còn con trai mất tích 10 năm trước hả? Sao chú không kêu không đi tìm đó? Gì cuộc đời của ta thì là mất con rồi mà. Đời chú nghe bi đát quá. Tại sao chú lại mất con vậy chú? Thì cuộc đời chú nào đi xe ẩu vậy? Không. Kể con à, ghé đâu xăng ấy, ghé đâu xăng ấy, ghé xăng phía trước cái dừng à. Rồi chú kể tiếp đi chú. Đâu xăng ấy. Chú nói phép là nó nổ cái xăng. Trời ơi, chú nói đi, chú đừng có xin phép tụi con nữa, tụi con không xin phép chú thì thôi. Chú mà nói phép nó nổ cái xăng ấy. Nó dưới rồi tao không có hứng nữa mà tao kể cho tụi con nữa. Mất hứng là làm sao chú mới có lại hứng nói chú. Chuyện này chuyện buồn chứ không phải là chuyện vui cho tụi bay cười nha. Quên rồi. Vậy thôi còn tụi con buồn à, bắt đầu là 1, 2, 3 action buồn này rồi chú kể đi thì cuộc đời của bị dẹp mẹ đi. Chú ok chú thôi lại nè vô nè lại rồi nha chú nha bắt đầu chú giỏi kìa kìa chú hay vậy quá kể cho tụi con nghe đi. Con thì cũng... cuộc đời của ta đi được 2 bước rồi. Ở thế là xong rồi, đó giờ đi 2 bước chú là kết thúc mẹ rồi đấy. Để tao kể mày hay nhảy vô mày giọng tao ghê. Xin lỗi. Con lại tưởng chú kể xong rồi. Ông mà tính ra chú chưa kể luôn đấy. Tao nhớ rồi, tao quên. Chú quên mẹ luôn đi cuộc đời chú. Chú có thật sự là kể chuyện buồn không vậy? Chú có biết kể chuyện không vậy trời? Đổ xong mình xăng luôn mà chú chưa kể được câu nào nè. Xe em hư đã ra để em sửa xăng. Thì chuyện này là chuyện buồn mà. Chú nói phép mà xe đang hư luôn kìa. Tôi quay hay cười. Tưởng nghe anh rồi. Chú nói phép mà xe đằng kia nó hư luôn kìa chú kìa. Rồi chú kể đi. Từ từ, tao chưa nhớ. Ok. À rồi tao nhớ. Thì cuộc đời của tao đã đi qua được 2 bước rồi. Thì tao có được 2 người vợ trong cuộc đời. Một là một mối tình đầu là vợ lớn, là mẹ của Bonnie Cute. Còn người sau là mẹ của một người con trai của ta tên là Bill Long. Ui. Chú ơi, chú nói đùa cháu à? Mẹ thằng cái thằng đang trồng bông đằng sau chú cái nó tên cũng tên Bill Long rồi. Có thì mẹ ông bảo nó tên là Bill Long. Chú kể tiếp đi. Nó thì tên là đứng chỗ cái cây xăng này hút thuốc ngầu không được à? Bi Jennifer hả chú? Bi Jennifer. Chú có nói thật sự nãy giờ chú có thật sự là kể một câu chuyện thật không vậy? Thì câu chuyện này là thật mà. Thì 10 năm trước đó, thì trong khi ta đang làm việc ở công ty thì ở nhà xảy ra xô xát giữa hai bà vợ. Ta không muốn nhắc lại nhưng mà cũng phải kể chuyện buồn cho mấy con nghe.
thì đó tôi xác xong rồi mẹ của Bi Long thì viện xong rồi không qua khỏi, còn Bi Long thì không Thôi, biết mất tích ở hai đâu bà luôn. vợ, hai bà vợ xuống xác tới rõ mà không qua khỏi luôn hả? Ai vợ giang Cái hồ quá vậy? gì? Là bà vợ lớn đánh chết bà vợ như bé luôn hả chú? Đánh chết mẹ của con Bị Long luôn. Tao không biết sự việc như sao Cái gì? nhưng mà Mẹ thằng Bị sẽ là Long như luôn. thế. Nghe thốn đây cả. Ủa mà đúng vậy không? Ủa Mà Bị đúng Long là đúng mày cái vậy. thằng cái người đó tên là Bị Long luôn hả chú? Đúng rồi. Chú có thể tả chú đặc điểm À, của nó tao được còn chú ơi, nhớ chú thể tả đúng rồi đặc điểm á. mười Nó thích năm đồ trước rồi chống chú bị à? còn nhớ mặt mũi nó ra sao không chú? À, còn nhớ một cái đặc điểm đó là nó còn một cái dấu sẹo ở trong ông á. Được nó có nó rồi Vậy hả? sao không mà Không phải là nút ruồi hay gì cả, đó là một cái dấu sẹo, một cái vết sẹo. Tại vì hồi đó tao tao một hay chiếc đánh đít nó mà. sẹo một chiếc sẹo Long coi vãi bà con Long ông ghi nhận luôn kìa Long ơi. Thằng Đại Long ca ơi, có, Long đại có. ca có thể dừng xe xuống lề cho em một cái được không? Ừ, được, 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 Đâu? được. Em xuống em cởi quần Gì em đó? anh Thì em thấy cởi quần có coi. cái sẹo. Gì? Ông xuống Cởi đây. Ông xuống đây. Má sầm sầm lại hai cha con lại. Ủa, Ông gì coi đi vậy? có phải là tôi không? Chồng mông, chồng mông, chồng mông đó chứ. Đâu, đâu, tù quần xì xuống ta xem nào. Gì vậy trời? Nhớ che lại cái du vật của con nữa. Chú ơi đến đoạn cảm động chưa? Để chú Không, khóc. không dám vậy. Từ từ, từ từ, từ từ, cho ta 5 mét. Ui, ui, thật sự là có một cái vết sẹo nè. gì vậy à Vết sẹo ở hàm dưới là. Sao? Gì vậy? Nghe chuyện của chú bọn cháu cũng chảy nước mắt ấy, nhưng mà vì cười nhiều quá ấy. Ba đi Mẹ đâu của mà con ba mẹ. để con một mình bao nhiêu năm nay anh em lo cho con ba thấy À, cái gì không? Không vậy? có một ai lo cho con hết. Gì rồi? Khoan khoan. Tại ba con này đúng Tại vẫn không tin, tại vẫn không tin. Từng 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 từng. Ơ gà, ơ gà. Gì đấy chạy? Giờ hai cha con thiệt luôn hả? Là Con hãy nói họ của ta xem nào. Đấy, em đã nói rồi, em đã nói đại ca rồi, ba là anh họ tên gì Tô nào? đúng không? Tô 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 Gia Tùng. Tùng. Tùng Gia Tùng. Tổ. Con là Tô Gia Tô Gia Gia Long Tùng. nè. Tao giống như cái tên ta đó, tên Việt của ta 10 năm trước vậy. Đó, bà nhớ chưa? Có thật sự là con không? Con nè, chứ ai nữa? Ủa, ta không thể tin được. Đủ. Đi thôi ba. Quá chẳng lạnh luôn á. Tao có rất nhiều điều muốn nói con nè. Hãy Được cho rồi, ta mượn xe con lên đi. xe đi đi kiếm em con nhỏ con gái nữa nè. Đại ca, Lên lên em xe mày lên xe. hiệp trượng nghĩa ở giang hồ này cũng khá lâu rồi nhưng mà chưa thấy câu chuyện nào nó lại câu chuyện này luôn nè. Em cảm giác em muốn mẹ gác rửa tại Là rửa mày dao gác à? kiếm luôn đấy. Là ông già mày mày kể là lâu nay đó hả Lộc? Đúng rồi. Nhưng mà không À bỏ em lâu lắm rồi. Má. Thôi hai cha con mày tiếp tâm sự đi má, chuyện hai cha con mày Mời. mày quằn quá mày Rồi. ơi. Đi kiếm tiền lại. Ừ má được rồi, Long đổi đời rồi. Thôi được rồi, Long ơi chúc mừng mày. Con dài vậy gánh nguyên đồn mày. Ủa, Rồi nhớ giới con thiệu sao em gái rồi? cho tao nha Long. Mày con có được kiếm được người vợ nào chưa? Dạ con Vợ chưa. rồi. Con chưa ba ơi. Nhà nào Long vẫn được mà Long. Mày cầm GPS mà mày lo nói chuyện với ông già nữa. Là con. Đại ca ơi, đại ca ơi. Nhà nào? Trước mặt này, trước mặt này. Nhà Hai cái nào? thông Nhà cái hai cái hông thông em bự, hả? hai cái thông bự á. Đây hả? Bên Dạ. phải em Rồi. phải Phải á. Để vô kiếm con Bonnie Gutai ơi. Ủa con trai, ủa con gái của Gutai ơi. ta, nó đây à? Đúng rồi, Này này cái nhà chỗ này đăng ký thường trú là ở đây đó ba. Ba để mặc quần vô cái. nè Ôi Này ơi, rồi, vô vô kiếm kiếm ai. Quầy quá, đời Hồng Long lấy đời lên đời. Mày Đúng sức khỏe rồi, đợi thế nào rồi? nè. Có tốt không? Con khỏe, nhưng mà lúc gầy thấy trong người hơi yếu ba. Yếu sinh Con lý à? khỏe về tinh thần thôi. Ôi trời ơi. Bà già con thấy bà Rồi, còn hay hao còn mấy có vụ đó cái vậy. gì à, ta có một bác sĩ giỏi ở bên Mỹ, có gì ta dẫn con mổ chữa lành vết thương. Ui con bị bệnh viêm màng túi á ba. nhưng mà tối Dạ đúng rồi, chứ còn sức khỏe hay là tinh thần con tốt lắm, chỉ có cái túi con là bị bệnh thôi. ôi anh em mình làm nhân vật phụ bữa nay cho
cho hai ba con nó nói chuyện luôn, đúng cảm lạnh luôn á. Mấy cái buồn đi đâu? Ủa, con muốn đẹp đâu? Cái địa chỉ này, cái địa chỉ đăng ký thường trú nằm đây này coi. Ở ra trước cửa mà kiếm mày. Ui, không ngờ con gái của ta dạo với ta nhà ngon dữ trời. Có khi nó được ai bao ấy. Đúng chú. Luôn. Đúng rồi chú ạ. À. Chú phải gì? Cho tụi con những cái nhà xịn hơn nhà này. Đúng. Chiếc xe này chú mua nhiêu vậy? Không phải đơn giản mà tìm được con gái chú ở trong cái thành phố rộng lớn này đâu. À, tại chú nói một lần thôi. Ví dụ này chú tặng tiền kèm theo chiếc xe này đi chú. À, tao chỉ nói một lần thôi. Nói gì chú? Không mấy chú nói, chú nói một lần nhưng mà chú là nói chưa ấy. Công nhận dân ở đây biết nhỉ. Khu này khu nhà giàu thôi chú, con cái nhà kế bên đây mà. Xịn lắm. Rồi con gái tao đâu ta? Đứng đây đợi về chưa biết đâu về chú. Trời nó thác loạn, nó đi shopping đâu thôi. Đúng, chắc đi shopping đâu rồi, để con đậu chiếc xe chú cho ngay lại cái. Tản bộ về vòng chú nhờ. Đúng rồi ca. Ông ơi đi ra đi. Ngoài đường ơi, hít cái nhà nào là cái nhà đó đi chứ nhờ. Mọi giờ lòng nó lên rồi. Đi, chú trai dắt con trai gì chú vô mua cái nhà đối diện luôn chú ơi. Nè cái nhà có hoa đào đẹp nè. Đúng. Ui có nhà đối diện luôn nè. Nhà ui. Nhà này có tượng luôn nè. Cái nhà này không bằng một góc ở nhà ở Canada của ta nữa. Canada của chú là ở đâu? Trời ơi chú Canada đi chứ giờ. Lại mày gì ông già mày đi cái lắm. Đi không nổi rồi. Ê chú ơi, có bạn của con gái chú về gì kìa. Nó bệnh đóng rồi qua bệnh qua nhà anh em ơi. Đi. Nhìn về kìa chú ơi, gái chú về kìa. Phí đâu, con gái chú về chứ đâu. Ê, ui. Gì dạ. Ôi ta cứu ta, cứu ta. Nè, ok. Vui vậy. Ủa là sao? Ông già mày đâu lắm. Gái à. Chúng chạy đây nè. Ông già mày chạy vô nhà trong kia kìa Long ơi. Ông già bị nó dí kìa. Dạ. Bảo vệ ông già nè. Tụi mày không đem theo súng lớn hả? Đâu có đâu, có súng lục con mày. Ôi, tạm thời nó bảo toàn tính mạng mày ơi. Chạy. Chạy trước đi. Ông già mày đâu rồi? Ông chú đâu rồi? Kìa. Nó bắn gục quang qua đây rồi. Đâu qua mày đâu. Nó chạy rồi, tụi nó bỏ chạy mày ơi. Để em dí theo tụi nó. Thôi mày ơi, tụi nó đông lắm mày ơi. Tụi nó đông lắm, đừng dí theo. Nó dám bắn bài em chỉ cho nó. À mày đâu rồi? Nằm chổng ở đây ca ơi. Đâu. Má gì mới nhận ông già sao ông già chết nằm luôn vậy. Trời ơi, ông già không chết luôn kìa. Còn Long đâu rồi? Má Long nó điên lên trả thù cho ba nó kìa. Mời nó dí theo rồi à. Lông khùng luôn hả bạn, lông khùng luôn. Má, cuộc đời bị đát vậy. Má, tụi nó bỏ chạy rồi kìa. Ông ơi. Bắn nó. Dạ. Bỏ đi em ơi, tụi nó đông lắm mày, mày chạy theo nó lụm luôn giờ. Em trả thù cho ba em. Gì đó. Má ơi, để coi con già này cứu được không, gọi bác sĩ lên chứ ơi. Ok rồi ta. Má ông già ơi. Ủa. Tụi nào mà sao vô nó dí mỏ ông già này nó bắn hả? Má mão mè từ luôn nè. Không sao không nổi. Bác chứ rồi giờ phải gọi bác chứ cha của Long mà. Rồi con trai ta lại đấy. Không sao đâu bác yên tâm, bác đọc cho cháu cái số tài khoản các kiểu. Con trai bác bây giờ nó dí heo cái đống giang hồ này. Nó mẹ bao giờ mà biết gì tâm lý phụ nữ đâu. Bà hung như quỷ à. Rồi, đứng vô. Dạ đây em đứng. Qua đây học coi. Dạ, đứng các bạn đi ra đây. Để em đứng cạnh chị Phan này. Rồi. Đó, bây giờ chế có muốn bây giờ em có hai lựa chọn cho chế nè. Nào. Ăn đi. Ai à? Thằng áo đỏ chế. Đúng rồi đó. Đây có hai thằng áo đỏ nha, nó dậy nhột nha. Thằng áo đỏ mà đỏ nguyên khối kìa chứ không phải đỏ sọc đen. Rồi bây giờ như thế này nè. Bây giờ hình như mình vẫn còn thiếu một đứa đúng không? À không, thằng Chiến Cúc nó thì để nó nằm bệnh viện đi chứ không sao đâu. Tí tụi em lên tụi em rước nó mà. Nó bị hương nặng không Trường? Nó chết luôn không? Bây giờ có biết vụ gì đâu hỏi em. Ờ là Dương. Nó đang dưỡng thương, nó bình thường à, không sao. Dạ không chắc nãy bị gì, té xe hay sao? Nó bị đâm xe người ta, nó ngất luôn à.
Okay. Chị cũng yên tâm rồi. Nó thằng em mà nãy mà cứu ba chế rồi bị người ta đâm ngắt đó. Tí chế cho ít tiền lên thăm đó nha. Chế khỏi thăm cũng được đâu, thằng đó không cần chế thăm đâu. Được. Chế phải thăm chứ. Đi. Đó. Không, không cần đâu chứ. Thằng đâu. Bữa khác không chứ ơi, bây giờ vô chuyện quan trọng nè. Bây giờ mối thù của cha chế á, nếu mà cái vụ này tụi em cũng có thấy thằng mắt mà để bị trình báo làm hồ sơ công an á, mà để đi bắt tụi nó thì chắc cỡ 10 năm sau thì mới xong cái chương đầu tiên thôi, là cái bước đầu tiên là làm hồ sơ rồi đó, mà bắt tụi nó thì chắc 20-30 năm nữa xếp hải nha. Lúc đó chắc bọn nó chết rồi. Nhiều khi nó chết luôn rồi chưa bắt nó được nữa, nó là làm theo kiểu công an ấy chứ. Vậy thì bây giờ chế hỏi nè, bây giờ tụi bay đang làm gì? Tụi em thì tụi em có làm dịch vụ á chứ. Dịch vụ thì nó gọn hơn mà nó hơi tốn tiền hay. Ông bị chế đang hỏi là mấy đứa đang làm gì? Tụi em đang làm cảnh sát chứ. Bởi em làm cảnh sát part time ấy chị. Đúng. Vậy thì bây giờ mấy đứa chị có nghe cái nghề nào chơi bao giờ chưa? Bây giờ mấy đứa bỏ nghề đi. Đi, bây giờ tao bao mày luôn, bây giờ đi. Đi chạy đi chị, bao em đúng không? Rồi bao phòng. 300 triệu bao phòng. Làm giang hồ đi. Làm giang hồ á? Ừ. Theo chế. Ổn không? Ổn. Chế làm giang hồ tốn kém chế. Chế tiền. Không có gì ngoài tiền. Được không? Phải có nhà cửa rồi nhà này kia nữa đi mới được. Được hết. Chế làm hết giờ... luôn đúng không? Chế không có gì ngoài tiền hết. Giang hồ à? Giang hồ nó có tương tự với phụ hồ không chị ơi? Súng đạn đồ là có không chế, tại giờ làm công an thì có súng đạn chứ ra giang hồ là súng đạn tự kiếm tiền ấy chứ. Có hết. Được luôn. Ừ. Mấy bà này khá quá nha. Được rồi, về chế để Charlie. Dạ để tôi. Dạ thôi chế bất giận này, mấy này cũng giỡn chế đó nha. Đi, vậy bây giờ cơ bản mình phải đi bây giờ trước mắt bây giờ anh dày bước đầu tiên thì mình cứ đi qua đi thăm anh kia đi đã, rồi anh em mình có bao nhiêu thì tụ họp lại. Ừ. Mình làm giang hồ. Giang hồ mà tụi em đông lắm chế ơi, 20-30 thằng là chế nuôi nổi không? Được hết. Được không? Uy tín không? Uy tín. Được hết. Theo chế. Đi, giờ rồi mình chế tụ họp anh em. Chế muốn làm chùm giang hồ thành phố này đúng hả? Ừ. Thì mình như vậy mình mới tìm được ra cái bọn mà giết cha chế chứ. Đúng không? Đúng. Đi. Được rồi chế ơi, bây giờ... Không nhất như vậy được không? À làm như vậy nhà bà lắm. Dễ ơi. Không chế. Chế là đụng là võ quốc liền luôn chế. Chứ không cho tụi em suy nghĩ, tụi em bàn lại một xíu được rồi hả chế? Bây giờ mấy đứa có suy nghĩ đi. Chế đứng này chế đợi ai dây đi lẹ. Ủa kìa. Ok rồi, là có cho thời gian suy nghĩ không? Thì đó. Để tụi em nghe bạn xíu. Tính ra 3 giây bọn em não với em còn chưa kịp vận động ấy chị. Đi ra bàn đi kìa. Đi. Ra đây em. Nó kêu đi ra kìa. Trời em ngồi đây, mỗi chân ngồi đây tí. Đấy. Ê, một lời đề nghị anh em mình về lại giang hồ nhưng mà đợt này có thầy vợ kìa. Mấy anh em thấy sao? Anh thấy cũng hứa lắm rồi đó. Đại ca có tài trợ thật không em? Có khi nào nó bắt mình làm phụ hồ không? Không, bây giờ về đi, mình phải giao kèo là phải mua nhà này kia cho mình đi đầy đủ đi rồi mình mới ra giang hồ. Đúng không? Đại ca, phải nhìn thấy vật chất đã. Đúng. Anh em mình là cái người sống vì tình nghĩa nên mình phải thấy vật chất trước đã. Thấy nhà, thấy cửa đồ này kia uy tín rồi mình mới nhận cái kèo này. Hồi vô chốt chị nhanh gọn vậy ha, nhanh gọn vậy luôn ha. Đúng. Vậy đi. Vô. Lầm. Chốt chơi. Chơi. Rồi sao? Như thế nào? Rồi. Giờ tụi có yêu cầu nhỏ thôi. Chế phải xây cho tụi em cái nhà găng bự nhất thành phố này. Thì tụi em sẽ về đầu cho chế. Ok. Biết câu cửa miệng của chế là cái gì không? Là gì chế? Biết không? Ok. Không, câu cửa miệng của chế là cho luôn. Câu cửa miệng gì nghe xàm với chị.
Đa luôn, ok. Bữa nào? Bữa nào vậy? Có nhà à, dạ, để em, để em, để em, để em. Câu đỏ, câu đỏ, câu cường, câu đỏ, câu đỏ. Ấy ai ai giỡn mặt hả mày? Ờ ghê, ờ ghê. Mà nói chứ em chết cho luôn, quá được chứ ơi. Vậy rồi. Uầy, thế là có nghĩa là xin cái gì chế cũng cho luôn đúng không? Ê, con trời vẫn còn mưa luôn à. Là cái gì chế em cho hay sao chứ? Đúng. Cho thế là cho luôn. Rồi chế, vậy rồi nhà cho anh phối đi chế. Để em tìm cái bất động sản ok rồi em dẫn chế lại mình mua nha chế. Ok. Ủa chế mới thường cái gia tài giàu quá mà, giờ chế có tiền rồi. Đúng rồi. Còn đợi gì nữa. Ê, cái nhà của chế được không? Ồ, nhà nó nhỏ lắm. Em sẽ tìm cái nhà nó bự bự hơn, bự quả siêu to khổng lồ luôn. Ý của chế là như cái nhà của chế ok không? Thì lấy cái nhà đó để mà làm phòng thay đồ nha. Ủa, làm nhà, nhà thay đồ tăng em nha. Để làm phòng thay đồ hả? Đúng vậy, chỉ làm phòng thay đồ thôi. Dạ được. Ngoài mà này nói chuyện lâu quá à. Ok 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 đó chế ok lắm. Nhưng mà có khi nào bà này nói chuyện giống ông bố bà thì giống y chang mà. Nhưng mà bà này có tiền rồi, bây giờ mình thấy cái nhà thì mình nói chịu. Bây giờ cha tài bao nhiêu bả làm hết rồi còn còn gì nữa. Phải thấy nhà anh em mình sống với tình cảm mà đúng hay câu có miệng là anh em mình là thế đi đại ca, sống gì tình cảm. Ừ, sống với tình cảm.